Xin chào các bạn, bây giờ Tuy Un đang trên đường đến câu lạc bộ người cá tuần 19 với đệ tử thứ 15 của Tuy Un, chính là Tai Siêu Sạch. Là cái gì? Thương kỳ quá à. Hãy dùng bột giặt tai để sạch giặt đồ mỗi ngày. Kỳ quá Tuy Un. Xin lỗi các bạn, Tai sống thần. Không, Tai có nghĩa là sống đó, sống biển đó. Hay muốn gọi là Tuy Ye. Không. Hay là Tuy Uẩn đi. Ok, thì bây giờ chúng tôi đang trên đường đến câu lạc bộ người cá tuần 19 với sự xuất hiện mới của bạn người cá này. Tên gì? Bạn nói nhanh luôn đi. Bạn tên gì nè? Có ba của bạn ấy đi nữa các bạn ơi. Chắc là vui lắm đây. Tuần 19 này bạn ấy qua nhà của Tuy Uẩn, biến ước mơ tiên cá thành hiện thực. Tuy Uẩn giúp bạn trở thành tiên cá. Và các bạn đã chuẩn bị trở thành tiên cá chưa? Nếu các bạn đã chuẩn bị rồi thì hãy đến câu lạc bộ người cá tuần này nhé. Bye bye. Ủa mà bạn chưa nói tên mà xong cái bài được. Tên gì? Em tên Quỳnh Anh. Rồi bạn này tên Quỳnh Anh. Quỳnh Anh nha các bạn. Quỳnh Anh sẽ trở thành tiên cá. Còn các bạn thì sao? Chào mừng bạn Phúc đến với câu lạc bộ người cá. Bạn Phúc đã đến luôn rồi à. Bạn người cá Kevin vượt đường xa đi từ Vũng Tàu tới đây. Có chị hai nữa hả? Có mẹ nữa hả? Có chị ba luôn không? Đông vui dữ ha. Ta sẽ hào. Vô. Đánh dấu cho Tuy Un hai dấu nha. Hai dấu cho ai nữa? Rồi, vé cho em luôn nè. Yeah. Để mua cho bé rồi. Thôi, chị mua rồi. Thôi em mua của em đi, chị mua bé. Chị hai có đi bơi không? Được. Chị hai đi đâu giống đi diễn vậy hả chị hai? Em không đi bơi em ơi. Tới em nói về bơi ốc rồi thầy. Bơi ốc. Ủa anh trả chị rồi. Dạ. Kỳ này anh chúc mừng em đã hiểu được lòng anh, em đã đi đúng giờ lắm á. Thấy không mày vậy em? Là anh dặn em đi 10 giờ đúng không? Là em đến 12 giờ là luôn luôn kịp lúc. Đúng giờ luôn. Chứ em mà đi đúng giờ là không bao giờ đúng. Ủa sao này đông quá thì rồi. Hỏi gì rồi. Không nghĩ gì đâu. Rồi, bây giờ những bạn người cá sơ sinh, mấy em đã kỹ thuật bơi người cá chưa? Rồi, hết rồi đúng không? Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ người cá tuần 19. 19 đúng không mấy em? Tuần 19 này Tuy Un sẽ tổ chức sớm vì có sự có mặt của nhiều bạn người cá sơ sinh. Thứ nhất, chào mừng bạn người cá Kevin đến từ thành phố Vũng Tàu. Chào mừng bạn người cá sơ sinh. Tên gì? Quỳnh Anh đến từ Bình Dương hả? Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Quỳnh Anh trở thành người cá luôn nha các bạn. Và bắt đầu từ câu lạc bộ người cá tuần 19 này, chúng ta sẽ sử dụng thêm ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Hoa để cho câu lạc bộ người cá chúng ta được thế giới biết đến nhiều hơn nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng bây giờ là có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật. Rồi, chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ người cá Tuy Un. Rồi, ai nói tiếng Anh cho Tuy Un nghe? Nói tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ người cá Tuy Un. Nói. Welcome to camp. Mono Tuy Un. Welcome to Moment Tuy Un Club. Đúng. Ok. Rồi bây giờ em nói tiếng Pháp. Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ người cá Tuy Un bằng tiếng Pháp. Em nói chưa tiếng Pháp chưa được hả? Em nói tiếng Nhật đi. Em mạnh quá, em không thể nói được. Cố gắng nói đi Kevin.
Mời cái gì? Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ người cá Tion. Cái thợ đó. Chị kêu mời chị ra khi Tion. Tion thôi. Thấy các bạn thấy các bạn người cá nói chuyện hay không? Bây giờ tôi nói tiếng Hoa thử nha. Ni hao hoan yin tai cha. Ta cha. Ta cha. Hoan yin da cha. Hoan yin da cha. Ni hao hoan yin ta cha. Lại tao Tion tờ Mỹ rỉnh giờ. Ok, bây giờ các em sẵn sàng bơi chưa? Xin lỗi, còn một bạn người cá mới nữa. Ni hao hoan yin ta cha. Ê, đừng có nhảy. Mặc cái đuôi cá này là em phải ngồi xuống. Em làm giống như anh. Em mà nhảy là em bị rách đuôi. Làm vậy. Ờ, ngồi lại. Rồi, lát xuống nước. Lát xuống nước. Rồi, bây giờ ở đây là có những bạn người cá có level quốc tế, phải không? Là bạn Kevin, bạn Tai. Và bạn Tai với Kevin thôi hả? Đúng rồi. Ở đây ai biết bơi một nhịp rồi? Bơi. Rồi, những bạn biết bơi một nhịp rồi, rủ nhau bơi 5 vòng hồ này. Hồ 1m6. 5 vòng thôi. Nhịp một nhịp nha. Ok, mấy em bắt đầu bơi đi. Còn những bạn chưa biết bơi thì ở đây để tôi nói chuyện, tôi hướng dẫn. Bơi thẳng 5 vòng. Hồi hôm bữa anh đã hướng dẫn cho em tập khởi động người cá chưa? Để tôi đếm 1, 2, 3 nha. Ông bơi chưa? Còn hai bạn này mới, hai em chưa biết gì về kỹ thuật bơi người cá đúng không? Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em để các em có thể bắt kịp các bạn người cá nha. Mấy bạn là bơi giỏi rồi. Và chúng ta sẽ tổ chức từ bây giờ là 10 giờ cho đến 5 giờ chiều nay là sẽ xong chương trình. Rồi, bây giờ ba bạn người cá sơ sinh sẽ cùng nhau làm động tác này cho Tion nha. Hít hơi vào, nín thở lại, bám tay lên thành hồ, nổi người trên mặt nước. Tion sẽ kiểm tra xem bạn nào là người nín thở lâu nhất, ok? Được không? Bắt đầu nha các em. 1, 2, 3. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba. Ok, các em cùng nhau thở nước 10 lần đi. Biết thở nước không? Thì nín thở lâu trong nước. Còn các em thì cứ bơi 5 vòng này rồi bắt đầu bơi lên 3 nhịp. Ok, 3 nhịp. Em thấy luôn rồi. 3 nhịp lặn trước cái đã. Mấy em làm 3 nhịp lặn đi. 3 nhịp lặn làm 5 vòng tiếp. Nghỉ mệt 5 phút đi rồi bắt đầu vô. Đừng làm liên tục. Bơi đều nhau nha. Để chiều nay thi sự kiện tặng quà. Anh sẽ cho em thi level. Còn mấy bạn thi sự kiện tặng quà. Rồi bây giờ anh xin thông báo là anh thấy là cái bạn người cá này là top nè. Em á, em top á. Còn hai bạn chúng ta phải tập thêm một chút. Bây giờ các em cũng làm y chang như vậy. Hít hơi vào, nổi người lên ngang mặt nước. Nín thở đúng không? Nổi người, đợi cái đuôi nổi ngang mặt nước rồi mấy em lắc đuôi một cái. Mấy em đếm 1, 2, 3. Mấy em mới thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Xong mấy em mới ngẩng mặt lên hít hơi vào, ok. Làm được chứ hả? Good, tốt lắm. Rồi bắt đầu nha. 1, 2, 3. Hít hơi vào, nín thở, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Cái đuôi nổi lên ngang đã nha, rồi mới được lắc đuôi nha. Lắc đuôi đi. Lắc đuôi. Đếm 1, 2, 3, thở nhẹ hơi ra bằng mũi. Rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Giỏi lắm. Giỏi lắm, tiếp đi mấy em.
đó, trở thành người cá là vậy, các em phải tập cảm nhận được nước. Mấy em phải cảm nhận được chiếc đuôi của mình trong nước, hơi thở của mình trong nước. Thì các em giữ được bình tĩnh trong nước, các em sẽ bơi không bao giờ bị mệt. Anh thấy bạn này có khả năng cảm nhận nước tốt rồi nè. Rồi, hai bạn này tiếp tục hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt, hít hơi vào. Còn bây giờ là tập cái này thì mình chưa có kéo tay. Mấy em biết kéo tay ếch không? Thì kéo tay ếch rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vào, thì khỏi cần vịn tay vô thành hồ nữa. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, kéo tay ếch, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ok, kéo tay ếch thử đi, kéo tay ếch đúng động tác cho anh. Bơi người cá, anh thông báo cho các em biết, đây là kỹ thuật cao cấp nhất trong tất cả các kiểu bơi, vì bơi người cá là kết hợp những cái kỹ thuật bơi tốt nhất để tạo ra kiểu bơi người cá. Thứ nhất, dùng tay ếch và dùng phần trường ngực của ếch. Thứ hai là dùng kỹ thuật bơi chân cá trong bơi bướm. Thứ ba là dùng kỹ thuật giữ thẳng chân của môn bơi sải. Và kỹ thuật thở thì cũng là của môn bơi bướm. Nên những cái tốt nhất sẽ dồn vô kỹ thuật bơi người cá. Nếu mà bơi ếch mà các em sử dụng chân ếch nhiều quá thì cái đùi các em sẽ rất là to, rất là xấu và thô. Còn bơi người cá thì chân các em sẽ rất là thon gọn và dài và đẹp. Còn bơi bướm thì các em dùng tay nhiều quá, lưng của các em sẽ bị gù và xấu. Còn bơi người cá không có bị lưng gù, mà cái lưng nó thẳng đon luôn, và nó cái sống lưng của mình rất là lượn và dẻo, rất là tốt. Hiểu không? Nên bơi người cá là kỹ năng bơi tốt nhất, hoàn thiện nhất. Anh sẽ truyền hết cho các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài tập tiếp theo, đó là kết hợp vô cái tay anh mới vừa nói. Bây giờ các em đừng vịn tay vô thành hồ nữa. Hít hơi vào, nín thở, nổi người trên mặt nước, đẩy cái tay ra khỏi thành hồ đi, rồi nổi người lên ngang mặt nước, cái đuôi nổi ngang mặt nước rồi mới lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở nhẹ hơi ra bằng mũi thôi nha, đừng thở nhiều quá, rồi kéo tay ếch đúng cho anh, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ok, mấy em cùng làm. Anh kiểm tra lần nữa, mấy em làm đúng, anh cho bơi với bạn. Vậy là anh đã test xong cái khả năng bơi lội của em rồi. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, rồi kéo tay. Kéo tay ếch đúng cho anh xem. Rồi kéo tay ếch đi. Đúng rồi, kéo tay đúng giùm anh. Đúng rồi. Mấy bạn xích ra nhau, đừng có để quạt trúng nhau nha. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi, bạn này anh coi rồi, anh sửa bạn này trước. Cái tay của em cần khép sát ngón tay lại cho anh. Khép sát ngón tay lại. Em khi em kéo tay em bị hở tay. Ok, sửa lại. Rồi em kết hợp thở và tay cho anh. 1, 2, 3, bắt đầu. Nín thở lại, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi đã mới lắc đuôi. Nổi đuôi ngang mặt nước. Kéo tay. Ok. Bạn này cho qua, bạn này ca khó, để hồi xử. Rồi, tới phiên bạn này. Hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Đếm 1, 2, 3, thở ra, kéo tay ngẩng mặt, hít hơi vào. Rồi, bạn này ca cũng khó luôn. Rồi, anh sẽ xuống nước xử ba em một lúc. Bây giờ, những bạn người cá sơ sinh, mấy em đã biết kỹ thuật bơi người cá chưa? Rồi, hết rồi đúng không? Khi mà mệt là vuốt nước qua lại nha. Nín thở. Xong rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, rồi ngẩng mặt lên. Ok, các em bơi rất tốt rồi. Bây giờ mấy người cá sơ sinh bơi qua bơi lại cho anh xem thử coi được chưa nè. Người cá sơ sinh, không phải nói em nha Iris. Rồi, bạn nam. Ồ, tiếp đi em. 1, 2, 3, kéo tay, đưa về trước ngực. Em kéo tay ngang chứ đừng có kéo tay đẩy xuống nước. Đúng rồi. Rồi,
bạn người cá, mấy bạn người cá này nữa. Được, được, đẹp lắm. Tốt. Giữ thẳng bàn tay và cổ tay, vuốt nước qua lại, giữ thăng bằng nha các em. Bây giờ là gần 1 giờ rồi sao? Rồi em muốn thi level 1 luôn đúng không? Anh sẽ cho em thi level 1. Em muốn thi level 1 luôn không? Ok. Thì bây giờ cái phần mà thở bằng ống thở anh sẽ hướng dẫn cho em để em có thể có cơ hội được học tới level 2 ha. Em phải bơi được bằng ống thở. Iris, bởi vì em là một học viên ưu tú nên anh có thể hướng dẫn cho em để em thi cấp bằng có bằng level trước. Anh cũng đã đặt bằng ở Mỹ xong rồi nên bằng cũng sẽ gửi về ngày mai hoặc là ngày mốt là có bằng đó. Thì bây giờ anh sẽ cho em thi luôn hôm nay luôn ha. Tại bây giờ hiện tại cái bằng level 1 có nhiều bạn học ở nhiều thời gian khác nhau quá nên không có thể tổ chức một lượt được, cũng gần vô năm học rồi. Nên bạn nào mà đạt level bơi tốt thì anh cho thi trước, ok? Ống thở nè, em muốn lên level 2 thì em phải thở được bằng cái ống này. Giới thiệu với em, đây là ống thở dành cho môn lặn biển nha. Ống thở này có mấy cái khoang ở đây để cho khi nước mà chìm xuống sâu á, em nổi lên em đỡ phải thổi ra, là nước nó không có bị vô, nó cản nước giúp em. Thì ống thở cải tiến bây giờ nó cao cấp hơn được như vậy một chút. Rồi, ống thở sẽ đeo bên phía tay trái. Bạn ấy làm tốt quá các bạn ơi. Bạn ấy nổi người luôn rồi kìa, hít hơi vô nhiều người em sẽ nổi lên. Rồi, bạn ấy làm tốt luôn. Thẳng đuôi ra đi em. Được không? Đúng rồi. Hít hơi vào, rồi nín thở lại. Đếm 1, 2, 3. Thổi mạnh hơi ra bằng miệng nha. Rồi hít hơi vào tiếp. Ủa nếu mà lặn xuống là mình đâu có thở, là mình nín thở đúng rồi. Đúng rồi, và em lặn xuống thôi không. Em lắc đuôi dưới 3 cái. 1, 2, 3. Xong rồi. Em thở nhẹ hơi ra bằng lỗ mũi. Ít thôi, đừng thở hơi nhiều quá. Nổi lên ngang mặt nước rồi. Em mới thổi mạnh ra bạn này bằng miệng để cho nước nó dằn ra hết, sợ nước nó còn dính ở trong đó. Xong rồi em mới hít hơi vào tiếp. Thì á, khi nào mà em lên ngang mặt nước rồi em mới hít hơi vào, em nhớ không? Đúng rồi, cái ống này á phải lên cao mình mới hít hơi vào. Rồi, cái tay của em sẽ dùng để đo mực nước. Tay em ngang mực nước thì là em biết em đang nổi ngang mặt nước, là cái ống nó đang nằm bên trên. Em hiểu không? Nên em phải dùng cái tay của mình để đo mực nước. Ok, hiểu rồi, bắt đầu tập. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra bạn Iris, coi bạn ấy bơi bằng ống thở được hay không. Nếu bạn ấy làm tốt quá thì tôi cho bạn ấy lên level 2 luôn các bạn ơi. Ok. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên nha. Hít thật sâu vào để phình cái bụng ra luôn càng tốt, để người em nó nổi lên, chứa được nhiều hơi trong bụng. Càng nhiều thì em sẽ càng nín thở lâu trong nước. Làm đi. Hả? Em thổi mạnh hơi ra. Bởi vậy em hít hơi vào rồi em đếm 1, 2, 3 em thổi mạnh ra. Ê, em đừng hít vô nha, nó sẽ vô nước á, nằm ngang người rồi mới làm. Hít hơi vào, nổi người lên ngang mặt nước rồi đó. Đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Rồi hít hơi vào tiếp. Tiếp đi. Thổi mạnh hơi ra. Nổi mông lên. Duỗi thẳng người ra, tiếp tục, giỏi. Rồi. Đó. Cảm nhận độ nổi đi, tốt rồi đó. Hít hơi vào, nín thở lại, đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra rồi hít hơi vào tiếp. Cứ như vậy. Bây giờ kết hợp bơi nha. Hít hơi vào, nín thở lại, lắc đuôi một cái.
Đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Rồi, nằm yên, hít hơi vào tiếp. Đếm 1, 2, 3, thổi mạnh hơi ra. Yeah. Bạn ấy đã bơi bằng ống thở được rồi. Thế đấy, trở thành tiên cá là như vậy, dễ bơi rất nhanh. Được rồi đó em ơi, tốt lắm. Rồi, đại gia đình người cá ăn ăn gì vui vẻ vậy? Rồi, mấy bạn biết tên của nhau hết chưa? Rồi. Rồi, đây là ai? Rồi, đây là ai? Không biết nè. Vậy hỏi tên bạn. Không biết nè. Vô duyên dễ sợ. Không biết nè. Tên là Hôn nè. Bạn này tên là gì? Giới thiệu bạn tiếp đi em. À, biết rồi. Bạn tên là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh. Rồi, bạn này tên gì? Tên là Cà Rô. Còn bạn này tên là Âm. Không biết. Bạn này tên là Khánh. Bạn này tên là... Ừ, thì em giới thiệu, em đừng có ngại trở thành người cá, mình phải nói chuyện hòa đồng. Và bây giờ giới thiệu bằng tiếng nước ngoài đi, để cho mấy bạn quốc tế coi. No. Em thêm một người Hoa nữa cho em tôn cả tôn hết. Em là người Hoa hả? Rồi em giới thiệu tiếng Hoa đi. Tôi cũng biết nói tiếng Hoa. Thiệt không? Để em giới thiệu tiếng Hoa đi, em tên gì? Đi hào, xin chào mọi người. Rồi, giới thiệu tên em đi. Là Vina Tinh Hà. Vậy hả? Vậy thôi được rồi. Còn em giới thiệu tiếng Nhật luôn đi. Giới thiệu như thế nào đây? Xin chào bạn, mình tên là Kevin. Bây giờ bạn chưa hả? Arigato, Inesamaki, Kevin. Chị Simi cũng biết nói tiếng Nhật nữa. Người cá Simi biết nói tiếng Nhật. Tôi nói là người cá Simi mắc cỡ rồi. Rồi ăn trưa ngon miệng, nghỉ ngơi vui vẻ. Hồi chuẩn bị tới chương trình chặt chém. Chặt chém các YouTuber gây hại cho cộng đồng. Ok. Ok. Hôm bữa thôi Phúc thi thiệt rồi. Hôm bữa Phúc thi thiệt rồi. Rồi bây giờ là chương trình thi cấp bằng người cá quốc tế level 1. Thi thử nha các bạn. Nếu mà bạn nào bơi tốt quá thì tôi cho thành thiệt luôn. Thử mà thành thiệt, thiệt mà thành thử á. Anh cho anh em một cái cân học. Em không đem ống thở thôi. Để cho bạn Iris đi. Okay. Rồi đeo kính vô nha. Mấy em mang đuôi cá vô rồi xuất phát từ chỗ 1m6 nha. Từ bờ bên đây. Bơi một vòng một nhịp chân. Một vòng ba nhịp mà lặn. Một vòng năm nhịp. Vậy là mỗi cái vòng. Đúng rồi, một vòng. Một vòng. Bên kia. Chuẩn bị nha. Thôi cho thi thử level 2 luôn. Nín thở coi ai nín thở được 1 phút. Tàu cho em đi thử nha. Xuống nước luôn, xuống nước. Rồi xuống luôn đi em. Qua với mấy bạn luôn nha. Bơi đèo. Thank you.
ơi, cách xa nhau quá vậy. Thank you.
xin chúc mừng các bạn nha. Anh thấy các bạn bơi được lắm. Riêng bạn Coro và Iris anh cho thi thử á. Các bạn Coro thì em thở bằng cái ống thở chưa tốt, còn Iris thì hầu như họ làm rất là tốt rồi. Coro san hô nè. Rồi. Bây giờ là 2:20. Các em có thể chơi với nhau được rồi. Không thi gì nữa, hồi nữa mình sẽ thi sự kiện tặng quà người cá. Tặng một bộ da, tặng một bộ da cá và bộ bikini người cá. Hôm nay Tiêu sẽ giới thiệu với các bạn một trò chơi mới. Một bạn sẽ đóng vai ác, người cá ác. Người cá ác là sao đi? Không, người cá ác này đây. Ai muốn làm người cá ác? Là người cá ác sẽ có nuôi theo một con cá mập trắng. Ai muốn làm người cá ác? Ai đi mình làm cá. Iris đem mắt kính ngựa coi kìa. Rồi. Em là con cá mập. Giờ giờ thay áo đi. Rồi em là cá mập trắng. Rồi. Đồng bọn của em đâu? Người cá ác của em đâu? Coro đi. Coro làm người cá ác nha. Rồi. Rồi em là người cá ác. Đại diện cho những nhân vật phản diện. Vậy em làm người cá ác nha. Không ai làm người cá ác vậy? Em không? Rồi. Bạn Giang Huy sẽ làm người cá ác. Xin giới thiệu với các bạn, bạn Huy là người cá ác, đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Giang Huy. Rồi cá mập trắng. Cá mập trắng là thú cưng của em nha. Mỗi lần mà em thả cá ra, con cá đó mà đụng bạn nào thì bạn đó trở thành đồng bọn của em luôn. Hiểu không? Là hai em là một đội. Rồi ai đại diện cho người cá hiền? Người cá thiện. Rồi thú cưng của em chính là một con cá heo xanh. Ai làm cá heo xanh? Em là người cá. Cá heo xanh đâu? Em muốn làm cá heo xanh. Rồi người cá thiện đâu? Người cá thiện cho em đi. Rồi cho anh này làm người cá thiện đi. Ai nữa? Còn này thú cưng của em cá heo xanh. Đúng không phải? Thú cưng của em là này. Đúng rồi. Thú cưng của em là bạn Phó. Rồi em. Xanh có quyền đánh lộn với cá mập trắng. Vậy ai làm cá heo xanh? Rồi em làm cá heo xanh nha. Em làm cá mập trắng đúng không? Là chỉ có em mới được ngăn cản được con cá mập trắng thôi. Nhiệm vụ của em là bảo vệ mấy con cá hiền khỏi con cá mập trắng. Cá mập ác. Con cá mập ác này nó mà đụng vô mấy cái cá hiền là mấy con cá hiền nó trở thành cá ác luôn. Là sẽ qua phe của em hết. Chơi trò này trong vòng 20 phút nha các em. Ừ, 20 phút đi. Mấy em làm anh rối luôn nè. Này cá mập trắng nè. Cái gì vậy trời, cá mập trắng, cái này người cá ác. Rồi, này người cá ác. Rồi người cá thiện đâu? Người cá thiện là này đúng không? Người cá thiện lên đây coi. Ờ, nhức đầu không biết thiện ác phân tranh luôn, nhức đầu quá. Em là người cá hiền đi. Thì cá thiện là cá hiền, cứ hỏi hoài làm nhức đầu bởi vì câu hỏi cùng này nè. Người thiện là hiền rồi đúng không? Người cá thiện, người cá ác, cá heo xanh, cá mập trắng. Tiêu anh hướng dẫn luật chơi chi tiết cho các bạn biết rõ nha. Trong thế giới của người cá chia ra làm hai loại tốt và xấu. Trong tiếng Anh gọi người cá tốt nếu là con trai là mermaid, còn con gái là mermaid. Còn người cá sấu thì chỉ có một cái tên gọi là Siren, là người cá chuyên dụ dỗ bắt con người ăn thịt, là các người cá hay ngồi trên những mỏm đá hát để làm cho mấy thủy thủ trên tàu say sưa ngủ thiếp đi rồi bị đâm đầu vào đá rớt xuống biển bị các người cá ấy ăn thịt, gọi là Siren. Thì trò chơi này cũng chia ra làm hai đội chơi. Người cá tốt có một thú cưng là cá heo xanh, người cá sấu cũng có một thú cưng là cá mập trắng. Nhiệm vụ của người cá tốt
là giải cứu các loài cá bị cá mập trắng bắt cho người cá sấu làm tù binh. Nhiệm vụ của cá heo xanh là ngăn cản không cho cá mập trắng tiếp cận các loài cá đang bơi trong nước. Vì chỉ cần cá mập trắng đụng bất cứ bạn nào đang bơi, thì bạn cá đó phải chạy về đội của người cá sấu. Bạn cá đó phải làm tù binh của người cá sấu. Là bạn cá đó phải bơi theo bạn người cá sấu chứ không được chạy lung tung nơi khác tự do như trước nữa. Rồi đó cũng là cách để cho người cá tốt có cơ hội giải cứu các bạn. Nên người cá tốt thì phải luôn tìm cách giải cứu con tin từ người cá sấu. Bằng cách chạm là giải thoát. Nói tóm lại, người cá tốt được chủ động tấn công người cá sấu để chạm giải thoát con tin. Còn người cá sấu thì phải phòng vệ để không bị mất con tin. Còn cá heo xanh thì phòng vệ để ngăn cản cá mập trắng tấn công các loài cá đang bơi tự do ở trong nước. Cá heo xanh sẽ làm cho cá mập trắng bị trì trệ về thời gian, nên hai bạn phải cản trở nhau, giống như là mình bơi mình cản nhau rồi mình giữ nhau lại, nhưng mà không có được kéo rồi nhấn nước bạn để bạn bị ngợp nước là bị phạm luật đó nha, chỉ được cản thôi. Còn cá mập trắng thì luôn chủ động tấn công tìm cách bắt các loài cá. Cá mập trắng mà bơi giỏi khéo léo thì có thể luồn lách để né được cá heo xanh để tìm bắt các loài cá khác về làm tù binh. Lưu ý, trong trò chơi này các loài cá được quyền bơi tự do để lẩn trốn sự truy bắt của cá mập trắng, chứ không phải đu theo phe của người cá tốt. Thì trong vòng 20 phút, nếu người cá sấu bắt được nhiều con tin hơn số cá còn tự do, thì đội người cá sấu sẽ thắng. Và ngược lại, nếu có nhiều con tin được giải cứu hơn so với số cá bị bắt, thì đội người cá tốt sẽ thắng. Lợi ích của trò chơi thiện ác phân tranh này là giúp các bạn người cá tăng sự nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo, khả năng bơi lặn lẫn trốn, rồi tinh thần đồng đội. Trò này rất là vui nếu các bạn hợp tác với nhau, đoàn kết và hiểu ăn ý nhau là mình chơi bảo đảm thú vị dữ lắm. Ý nghĩa của trò chơi là luôn đấu tranh quyết tâm bảo vệ môi trường biển khỏi những hoạt động tiêu cực. Đó là nhiệm vụ của các người cá phải làm cho bằng được nhé. Đừng có đụng đứa nữa đó. Cá heo xanh sẽ ngăn cản cá mập trắng. Cá mập. Ai lộn. Người con cá heo xanh nó tăng động nữa rồi đó. Đúng rồi, bạn nó ôm bao nhiêu nước không thở được luôn á. Đúng rồi, không ôm bạn với nước cản bạn thôi, không có dịnh bạn lại. Dạ. Công nhận cái đội người cá thiện nó tăng động quá. Oh,
vậy là bên em thua hả? Cái bài này bị bắt luôn rồi. Có hai chú thua hả? Rồi thua rồi. Yeah, thắng rồi. Vậy là đội của người Cá Hiền thắng đúng không? Yeah. Kiệt hả? Yeah. Rồi Đức Dư hôm nay làm quen với bạn Kiệt nha. Yeah. Rồi tiếp tục ủng hộ Tiêu Un ha. Yeah. Rồi mai mốt em muốn làm người cá không? Yeah, muốn. Ok. Muốn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Yeah. Ở thế giới của Tiêu Un, thế giới của người cá. À, tôi gặp một bạn fan. Hello Nixin. Em mới vô hả? Em đeo mắt kính ngược nữa rồi. Đúng rồi. Hôm nay mình không sẽ không có học bơi người cá mà là mình chơi sự kiện. Nè, đảo ngược mắt kính lại. Mấy người cá ơi, tập hợp lại đây đi. Ôi. Có người cá mới vô nữa nên mình chơi với mấy bạn nè. Basa qua đây, Basa. Basa qua đây lấy áo mặc nè. Ruby vô nữa kìa. Vậy là có 4 bạn người cá vô nữa đúng không? Bây giờ tới phần thi cấp bằng của bạn Ruby. Đeo ống thở bơi 1 nhịp, đeo ống thở bơi 3 nhịp và đeo ống thở bơi 5 nhịp, ok? Em mượn ống thở thì có lặn không được đâu em. 3 nhịp thì lặn, em đảo ngược mắt kính lại. Mắt kính em để ngược. Những bạn người cá bơi xuất sắc, tốt thì tôi sẽ cho bơi bằng ống thở luôn. Đúng rồi, thi là được cấp bằng. Và tôi xin thông báo thi cấp bằng người cá quốc tế level 1 chuẩn là mấy em phải đeo ống thở bơi được 3 thể loại, 1 nhịp, 3 nhịp và 5 nhịp luôn. Đeo ống thở thì mình sẽ đơn giản là không có còn ngẩng mặt lên nữa. Rồi mấy bạn có muốn bơi chung với bạn Ruby để coi bạn ấy bơi sao không? Bạn Ruby đang là một đệ tử hot nhất của Tiun về kỹ thuật bơi. Mấy em có thể bơi theo bạn để học hỏi. Em không học bơi. Đúng rồi. Con đi theo, con đi theo, con đi theo. Bạn ấy đã qua một cái level của Tiun, đó là kình ngư. Trước khi trở thành người cá, Tiun là một kình ngư. Sau đó Tiun trở thành một người nhái. Tiun mới tiến hóa thành người cá. Kình ngư là có thể bơi được tất cả các kiểu bơi. Sải, ngửa, bướm, ớt. Xong chưa? Rồi, các em ơi, bơi theo Ruby. Chưa có sự kiện, bạn Ruby thi xong rồi mà chúng ta sẽ chơi sự kiện. Em đói bụng thì em đi bơi đi. Ừ đúng rồi, tôi đói bụng là tôi đi bơi mà. Ruby đi cấp bằng xong rồi sự kiện. Đúng rồi, Ruby cấp bằng xong rồi chúng ta sẽ chơi sự kiện. Okay. Vậy là Ruby cấp bằng xong đấy. Em vô. Đem mắt kính vô, bơi theo Ruby. Ủa em này là ai nha? Em này đâu phải người cá đâu hả? Mà em này là người thường. Mà em mới vô chơi cho vui. Nè, hai em người thường. Fan hâm mộ của anh đó hả? Không, không biết nữa. Em không phải là fan hâm mộ của anh Tiêu này. Em coi nhiều video đi. Em này mới là fan hâm mộ của Tion. Mẹ nó có ba sợi. Em coi nhiều clip để anh Tion lắm. Ờ, đúng rồi. Okay. Em có cần anh Tion tặng cho em cái đùi cá không? Em chơi tới nỗi dập môi luôn hả, Coro? Em chơi mạnh vậy luôn hả? Ừ. Rồi. Các em ơi, vô bơi cùng với Ruby luôn nha. Coi bạn ấy bơi nha. Dạ, yes sir. Bơi một vòng, một nhịp, một vòng, ba nhịp và một vòng, năm nhịp, ok? Các em sẵn sàng bơi đều cùng với nhau hết luôn ha. Đúng rồi. Đúng rồi.
khoát. Bye.
thấy mắt tiêu có bị gì không? Không, thấy mắt tiêu có cái gì đẹp không? Mắt tiêu bị gì? Mắt tiêu mày thấy nó mờ không? Tại mắt mấy em phải luyện tập từ nhỏ trong môi trường nước biển tinh khiết á, thì mấy em mới có thể nhìn được dưới nước. Em qua nhìn dưới nước luôn. Rồi bây giờ Ruby em, anh công nhận em đã trở thành người cá quốc tế level 1, anh sẽ cấp bằng đó cho em nha. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi nữa là nín thở lâu dưới nước, mấy em cùng thi với nhau, ok? Mấy em có muốn thi nín thở lâu dưới nước không? Vậy thôi mấy em chơi với nhau đi ha. Chơi đi, hồi thi sự kiện. Đợi mấy bạn vô nữa rồi mình chơi sự kiện. Rồi đi nghỉ mệt đi. Chuột rút xử lý tình huống dưới nước, đi xuống. Đi xuống nước, chuột đang rút đúng không? Co người lại, hít hơi vào, nín thở lại, gặp người lại, giật cái đuôi ra rồi xa bóp chân, nín thở úp mặt xuống nước. Vuốt nước để nổi mặt lên. Khi mà bị chuột rút là mình lấy tay vuốt nước để nổi mặt lên. Lấy hơi, đó. Rồi. Hít hơi vào, nín thở lại rồi xa chân. Gặp người lại, gỡ đuôi ra, gặp người lại. Vuốt nước và lấy tay nhấn nước xuống. Rồi. Các em ơi, bây giờ tới sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 19. Số 1 hãy bao đường với nhanh số 1. Số 1. Nói chung là chị em lên bờ. Xử lý tình huống dưới nước đi. Cho nó tốt. Xin chào các bạn đến với câu lạc bộ người cá tuần 19 này. Tuyên sẽ tặng một món quà cho các bạn, đó là da người cá, à không phải, da tiên cá thanh lam. Trong này có một bộ bikini và một cái da cá mới. Thì có ba cái phần thi. Phần thi thứ nhất là tặng cái bộ bikini người cá. Phần thi thứ hai là tặng bộ da cá. Đó. Phần thi thứ ba sẽ tặng vương miện tiên cá. Vương miện tiên cá đang trên đường đến. Trời ơi. Rồi bây giờ Tion sẽ nói Rồi Tion sẽ nói lại. Ủa sao bị? Sao hết chưa? Nè, bị ngón này hả? Nè, thẳng chân ra. Nè, nằm cầm cái chân mình giật ngược. Bị giật bẻ, cầm ốc. Cái tay em cầm cái chân em, cầm ngón chân em. Tay cầm ngón chân giật lên. Nhưng mà cầm cái ngón chân nó giật lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếng Hoa để cho các bạn fan của chúng ta ở người Hoa biết nha. Em biết. Rồi em nói nha. Thôi để tôi nói trước đi. Mấy câu khó khó để em nói. Nói câu gì anh? Hôm nay trong phần thi sự kiện câu lạc bộ người cá, Tion sẽ tặng một bộ da cá, một bộ đồ người cá dành cho các bạn. Ok. Ok. Xin thân hậu xưa thì sai Tion phi sung cho. Thôi em nói đi. Anh chưa nói gì hả? Cái gì vậy? Thôi rồi nói tiếng Nhật đi. Thì hôm nay trong phần thi sự kiện câu lạc bộ người cá, Tion sẽ có một bộ đồ da cá tặng cho các bạn. Gì gì đó vậy? Nói lại đây, nói lại đây. Chữ kế màu chỉ mà chỉ là chữ cá. Kế màu chỉ có chữ. Biến thật là Tion. Xong rồi. Ok. Rồi bây giờ các em chuẩn bị chơi chưa? Trong Nhật Bản mà nói tiếng gì anh? Bạn ấy nói tiếng Nhật Bản. Nhật Bản mà nói chưa tiếng tiếng trong như nói đại quá. Đâu ra? Bạn ấy nói câu có chữ mà. Ừ, có câu có chữ đàng hoàng. Rồi bây giờ cái câu lạc bộ chúng ta tiếng gì cũng có thể nói được rồi đúng không? Mới phát triển khắp thế giới được. Rồi bây giờ
con tiếng Pháp cơ con. Con đúng rồi, tiếng Pháp nè. Đó, nhảy ra để nói được tiếng Pháp nè. Không, mẹ này nói được. Thôi, tôi nói dở lắm. Để con nói rồi, cho mẹ này nói rồi. Tôi chỉ nói tiếng Pháp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô sự kiện thi ha. Hết chưa? Phần thi sự kiện thứ nhất, Tion cần các bạn bơi kỹ thuật chuẩn nhất, đẹp nhất là bơi một nhịp á, chân thở ra, kéo tay, ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ok, các bạn bơi được không? Bạn nào mà bơi đẹp đúng nhất sẽ được tặng một bộ bikini người cá. Bikini người cá thanh lam nha. Các em sẵn sàng chưa? Em lấy cũng có chèo cá thôi. Thôi bỏ bỏ phần này. Nhưng mà phải cố gắng. Trời, chuẩn bị chưa? Không có chèo đi rồi. Tao lạnh à. Tao không có nô rồi. Có chèo nào bơi sống nhất con đi rồi. Rồi rồi. Bơi sống nhất. Rồi, đi nha. Ờ đúng rồi, Tiêu đã chỉ mấy em hết rồi. Bơi một nhịp nha. Chiến thắng hậu xưa bị sai. Tiêu ôn huy sung khi ta cha ý chứ. Bị lần như rồi lấy khăn đi. Giỏi quá vậy ta. Rồi bây giờ đòi hỏi của kỹ thuật bơi người cá một nhịp là mấy em nè. Cho anh thấy là mấy em giữ thẳng đầu gối nha, dùng phần eo nha, lượng phần ngực nha. Đừng co đầu gối. Giống như trong bơi sải vậy đó, không có co đầu gối. Cố gắng giữ thẳng đầu gối, thả lỏng cổ chân. Em cứ bơi ngang hoài. Tai ơi, em bị nhắc nhở nhiều nhất luôn á. Tai không có bơi ngang. Bơi khởi động cũng bơi thẳng em ơi. Bơi thẳng nha, bơi thẳng rồi dừng lại nha. Lần này tôi nhắc nhở mấy em lần cuối nha. Mấy thầy đã quá tốt với mấy em rồi. Mấy thầy rất là dễ dãi với mấy em rồi. Nên mấy em nghe lời một chút giùm anh nha. Rồi. Người cá nào nữa? Ủa sao người cá đó không có bay người cá nữa vậy? Xin chào bạn. Ta chào hào. Nhi hào. Nhi hào là xin chào. Anh nhân. Anh nhân chào. 11 giờ đâu? Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Ơi bây giờ bạn này vô chơi cho bạn vô thi luôn nha. Đợi luôn nha. Ok đợi em vô thi tặng quà chưa sự kiện với các bạn luôn. Linh ơi, qua hướng dẫn cho mấy em nhỏ một bài nhảy dancer dưới nước đi. Được không? Gì ngạc nhiên dữ vậy, em dancer mà. Mấy em nhỏ hâm mộ em quá kìa. Nói chị Linh nhảy đẹp lắm phải không? Qua hướng dẫn mấy em một bài đi. Nè đây qua chị Linh, đi qua chị Linh. Qua chị Linh nè. Qua chị Linh nè. Đó, qua chị Linh nè. Đi qua đây. Bơi qua, bơi qua. Đó, để chị Linh ra vợt cho mấy em một bài nữa. Chị Linh giúp mấy em một bài kết hợp nhảy biểu diễn dưới nước luôn đi. Tôi có phải làm cá đâu á. Tôi có phải làm cá. Chỉ cho mấy em làm tay thôi được rồi. Có điệu nào làm tay đẹp không để mấy em bắt chước làm theo á. Hôm nay tuần
tuần 19, câu lạc bộ người cá tuyển một dancer đình đám nhất showbiz đến để hướng dẫn cho các em người cá có kỹ năng biểu diễn dưới nước, biểu diễn hip hop dưới nước, một nghệ thuật mới. Thì hướng dẫn làm tay thôi, rồi mấy em nào làm tay giống chị Linh mà làm được dưới nước là hay, là mấy em sẽ thắng, là được Tiêu Hùng thả tim. Thả tim trên kênh mấy em á, trên kênh YouTube mấy em á. Mina vô nữa hả? Mina vô luôn, chuẩn bị có cái chương trình dạy hip hop dưới nước nè. Rồi hip hop dưới nước vô luôn nha. Mấy em sẵn sàng hết chưa? Hướng dẫn cho mấy em làm tay đại đi. Lắc eo dưới nước thì sao, hay chống tay lên làm cho chị suy nghĩ. Cho chị 2 giây. 1, 2, 1, 2, 1. Chị nói là 5 giây. Giờ có quay loài cái gì không, để mở nhà nó nghe thì nó nghe chứ. Nó chơi nhảy không vậy luôn hả? Nhảy chai đi. Sao chơi kỳ vậy? Anh chay được thôi, còn nhảy cũng chay. Đúng rồi. Đó, đó. Kệ vô nha. Rồi em hát một bài cho chị nhảy đi. Bây giờ em sẽ làm một cái động tác cho mấy em bắt chước làm theo, em nào mà làm được trong nước tốt nhất, đẹp nhất là thắng. Ok. Rồi. Rồi, chú ý coi chị Linh làm này nha. Dạ. Dạ. Cập nhật. Đệ tử tiên cá mà nó dữ dằn lắm, gì cũng biết hết. Ok, bye bye em. Vũ điệu thả tim hả? Dưới nước nha. Này vũ điệu thả tim, giờ mình là người cá mình sửa lại vũ điệu thả cá. Rồi ra nha, làm ai làm đẹp nhất nha, giống chị nha. Chị làm lại một lần nữa đi cho mấy em coi nha. Đúng rồi. Trong cái phần thi thì Tiêu Hùng cho cái này vô bài thi đầu tiên luôn nha. Em sẽ là người chấm điểm luôn nha. Chấm điểm cho bạn nào cao điểm nhất thì bạn đó sẽ được phần quà là một bộ bikini người cá thanh lam nha. Ok. Ok. Không có chuyện mà chơi trò. Nha. Quen được. Đứng lên đi.
được tặng đồ nha, bộ bikini người cá. Này dễ tặng bộ đồ trước đi. Có người cá nào có khả năng bắt trước tốt nhất. Ủa sao em không qua chơi với mấy bạn hay em qua luôn? Bắt trước làm theo. Đi vô. Rồi xuống làm giống chị luôn. Chị đã hướng dẫn rồi, em đem mắt kính vô em làm. Nhiều vào đó, Luna làm được kìa, Luna làm kìa đó. 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 Đó rồi xong chưa? Rồi bắt đầu vô nha, thi luôn nha em, thi luôn nha. Người ca. Vậy thôi cho phụ huynh chấm điểm đi. Đẹp hết luôn hả? Rồi vậy thôi mấy em bám sát vách tường này đi rồi làm. Chấm điểm lại lần nữa có bạn nào đẹp nhất. Làm ở đây nè. Làm lại mà sát bờ nha, sát bờ. Rồi bắt đầu nha. Ok. Thôi thả tim chỗ khác đi, đừng thả tim tiêu. Rồi giờ. Thôi thả chị đó đi, thả chị đó. Nên không phân được đúng không? Đều nên giờ có một phần quà. Nên bây giờ cái này là anh cho mấy em là không điểm đều hết luôn đi. Nên chúng ta sẽ qua cái phần bơi một nhịp nha. Bơi một nhịp nha. Rồi bơi một nhịp bơi thẳng hàng nha. Rồi bắt đầu về phía này đi rồi mình thi ha. Bơi một nhịp đều anh chấm điểm cho dễ. Rồi cảm ơn sự hỗ trợ của chị Linh nha. Chào chị Linh đi mấy em, giơ tay chào. Đó.
chúng ta sẽ bơi bên phía này nha. Hồ hai rồi anh ạ. Hồ hai. Bơi phía này đúng nó mới đẹp. Hồ hai rồi. Bên này được không? Hay là cho nó qua bên này. Bên này đi. Rồi, qua bên này nè. Bơi thẳng nha. Cá qua đây, cá qua đây hết. Cá bơi ở đây nha cá. Ở đây nè, bắt đầu bơi thẳng lên trên kia. Rồi cá qua đây nha. Ê, gì vậy? Sợ cua tôi. Bậy bạ. Thì qua đây nè. Rồi. Các em đã sẵn sàng bơi một nhịp chưa? Rồi. Phần thả tim mấy em làm rất tốt đến nỗi mà anh không thể tặng được món quà đó cho ai hết. Bơi đúng một nhịp, người cá sẽ được tặng quà đó. Đúng là như thế nào? Khi tay bung ra là ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào, lắc đuôi là không có co cái đầu gối lại nha. Cố gắng giữ thẳng đầu gối, nâng eo lên, duỗi người ra, ưỡn ngược lên. Khi kéo tay ngẩng mặt ha, làm cho đúng, cho đẹp, đúng kỹ thuật. Ok, Nuri vô bơi cùng các bạn luôn nha, để lấy bộ bikini người cá thanh lam nha. 1, 2, 3 xuất phát. Hít một hơi rồi bắt đầu lặn, ai đi xa nhất là thắng.
chứ không có được lấy hơi thêm lần nữa, chỉ một hơi thôi nha. Mấy em hiểu rõ hết chưa? Lặn đi xa nhất. Không lặn, nổi xa nhất. Đúng rồi. Thì em nổi đi, em nổi ngang mặt nước. Được lắc đuôi thoải mái. Nhưng mà mấy em nhớ nha, cái này không phải bơi đuôi nha, mấy em lắc đuôi nhiều quá mấy em mệt nha. Dạ. Nhưng mà mình được lấy hơi không ạ? Lấy hơi một lần. Một lần duy nhất thôi hả? Đừng lặn sâu quá, nghe mặt nước càng tốt. Mina sẵn sàng chưa? Lặn đi xa nhất. Cứ chơi đi. Tiêu bắt đầu đếm nha. Mấy bạn nam mà thắng cuộc thì Tiêu Hôn đổi cho đuôi khác, đuôi nam tính hơn. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Vương miệng tiên cá nha. Phần này sẽ đòi hỏi các em bơi ngửa người cá nhanh nhất á. Thì cũng có mấy em nhỏ không biết bơi nè. Rồi bơi ngửa nha. Rồi bắt đầu sát vô. Thì trong phần thi là mấy em phải đáp ứng được cái yêu cầu cuộc thi của anh thì mấy em mới thắng được món quà đó. Phần 2 là bạn Ruby thắng rồi. Ruby. Rồi, cùng lấy tay bám vô thành đi mấy em. Bám tay vô thành. Xích qua, xích qua. Nè, xích qua đây đi, xích qua đây. Coi chừng bị đụng không? Rồi, có bạn nè. Mấy bạn kia không thi hả? Rồi, bắt đầu tôi đếm nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Qua bờ bên kia trước là thắng. Khép tay giờ. Khép tay lại, vuốt nước hoa lại. Rồi Tion xin thông báo bạn Luna chiến thắng trong phần thi này nha. Rồi Tion trao quà nha. Ê, trao quà, trao quà. Ruby đúng không? Rồi. Biến hình tiên cá thanh lam. Chào nha. Dạ rồi, giờ đi. Với hai cái ba lô, một cái ba lô, hai cái ba lô gì đó đuôi cá đó. Dạ rồi. Nha. Dạ rồi. Có ấy rồi. Nhớ không? Dạ. 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 Dạ rồi. Dạ. 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 Rồi. Vương miệng của em. Vương miệng đâu?
rồi, được rồi, anh sẽ đưa viên miệng cho em khi trên đường quán đến quán chay ngộ. Xin chào các bạn, bây giờ người cá đi đâu đây? Đi ăn quán chay ngộ. Đi ăn ngộ. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn quán chay ngộ nha các bạn. Và bây giờ là chúng ta sẽ hẹn gặp ở đó lúc mấy giờ? Lúc 5 giờ. Ồ, bạn Kevin đi chung với Tion luôn à? Đúng rồi. Bạn Kevin không đi chung với ba mẹ à? Ba mẹ đi mất tiêu rồi. Hôm nay bạn người cá Kevin bơi thấy sao, có bị mệt trong người không? Đồ. Ồ, bạn người cá Kevin đang tăng em sức khỏe. Em còn mệt bởi vì em còn yếu. Em mệt rồi, em mệt quá. Rồi, còn bạn người cá Khánh, bạn thế nào? Biết, biết. Bạn hơi mệt hả? Bạn người cá Tai, bạn có mệt không? Bình thường. Bạn người cá Nori, bạn có mệt không? Dạ mệt. Rồi, bạn người cá Kevin vượt hơn 100 cây số đến Sài Gòn trong ngày hôm nay chỉ để tham dự câu lạc bộ người cá tầng 19 thôi. Chúng ta hãy đi là 200 rồi, vừa đi vừa về. 200 km, đau quá. Vỗ tay cho bạn Kevin đi 200 km để đến đây gặp chúng ta. Các em ơi, ê Tai, sao em lấy đá chọi gà, anh phát hiện em là người cá ác nha. Em không biết gà gì mà bận. Không có lấy đá chọi gà nha, giờ anh lấy đá em, anh chọi em chịu không? Vậy em lấy đá chọi anh chịu không? Tất nhiên là không rồi. Vậy con gà nếu mà nó lấy đá nó chọi em chịu không? Lé. Mà con gà sao chọi đá em được? Gà ngậm mỏ bụt. Em chọi nó sẽ ôm mối hận đó mà nó chết, sau này nó sẽ đầu thai làm con của em. Không phải. Không mà nó lấy đá nó chọi em. Không có khỏe không? Con có phải là con gà. Kevin đã đi 1000 km rồi nha các bạn. Ủa ba kìa Kevin. Ba kìa. Ủa sao tưởng đi rồi chứ. Ê vậy thôi Tai đi với Kevin đi. Rồi mấy bạn này đi với Tion với. Do em đi với Tion. Hai em đi với Tion. Đâu xe đâu? Xe đâu à? Dạ đang đợi đi. Đang đợi lấy xe đi. Câu lạc bộ người cá tuần 19 chúng ta sẽ họp mặt tại quán nhà hàng chay ngộ. Dạ chào hai bạn. Dạ chào nha. Đến vừa kịp lúc đúng không? Đúng rồi. Vậy hả? Vậy em ăn đi. Quán vẫn còn đông quá mà. Mọi người có tính tiền rồi đó, kêu anh ăn một phút đi tính tiền nè. Trước mắt chúng ta là một món lẩu cực kỳ ngon. Đố các bạn biết món lẩu này tên gì? Món ngộ. Lẩu này là lẩu gì? Lẩu này là lẩu ngộ hả? Ăn vô các bạn sẽ ngộ luôn. Ăn vô là giác ngộ. Anh, cái nhạc này á, ở cái nhà quán này cướp cái bài nhà hàng của Liên Hoa, Liên Hoa của Vũng Tàu. Ờ đúng rồi, giống quán chay ngoài Vũng Tàu mình ăn đúng không? Thôi bây giờ đợi nước nó sôi lên tôi bỏ đồ vô nha. Và nhiệm vụ của người cá Nori, đệ tử của Tion là phục vụ ẩm thực. Nori cứ lấy đồ ăn bỏ vô nha, gấp nha. Nori có khả năng quậy thì quậy, nhưng mà đụng tới món ăn là Nori rất là cẩn thận và khéo léo và tỉ mỉ. Đó là tính cách của bạn ấy. Ok, thôi để Nori tự làm đi, coi Nori nè. Nori gấp từng miếng nấm bỏ vô nhẹ nhàng. Lấy cái tay xuống ra nè. Thấy Nori cẩn thận ghê chưa? Đó, đối với thức ăn là Nori rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Đó. Chuyên gia ghê chưa? Chuyên gia ẩm thực Nori mà. Sao? Rồi, cảm ơn Nori nha. Anh thấy tình hình là em gấp tới sáng mai anh mới ăn được rồi đó. Rồi, cảm ơn nhiều lắm, tỉ mỉ lắm. Đường xá không đi được, nãy giờ tới cái quán ăn này thôi mà mất 3 tiếng đồng hồ đó các bạn. Bây giờ tới nơi thì mọi người đã ăn xong hết rồi.
Bây giờ mọi người phải đợi mình dọn cho mình một cái mâm khác để mình ăn. Mất thời gian quá đúng không mấy em? May mà em đi với bố. Đi với bố em chạy xe quá hay ha. Đây là hai người đang ngủ nè, hai người đang ngủ trong xe nè. Thôi bây giờ cái chuyên đề sau khi ăn là chúng ta sẽ nói về tình hình ùn tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy em có cái đề xuất nào để cho bên giao thông người ta thay đổi không? Báo chính phủ là xong. Nhưng mà làm sao em cho một cái đề xuất gì để giải quyết tình trạng như hiện nay đi? Là chỉ cần sự ánh mắt cho chính phủ thấy mình dễ thương mà chính phủ sẽ dập tức ấy là cấm biển đỗ xe ra là được ha. Vậy sao cho nó dễ à? Đề xuất này bất khả thi. Vậy nào nè, em tới phiên em. Em nói gì bây giờ? Đối với em sẽ cách giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông dẫn đến kẹt xe hàng giờ liền của em là như thế nào? Cái này bút qua chính phủ đi rồi chính phủ mới làm. Không, em sẽ từ ngoài xe hơi bước ra, em sẽ đi lên đèn xanh đèn đỏ, thấy đèn kẹt xe quá em sẽ nói là nhường đường cho tôi về giới. Ai? Làm sao để hết ùn tắc giao thông đây Tài? Để hết ùn tắc giao thông á, mình được ưu tiên á nha. Thì mình kêu một ba xong rồi, hoặc là mình kêu ra sân bay á, mình kêu phố sân bay á, xong rồi lấy máy bay trực thăng, xong rồi mỗi chuyến là 2 triệu, mà lấy máy bay trực thăng cẩu xe mình đi ưu tiên luôn. Rồi, em biết rồi, tới phiên bạn này làm sao để hết ùn tắc giao thông? Nhường đường cho tôi đi hả? Không phải, mà như thế này, nói là la lên: ê mọi người ơi, quán này có một món giá có 500 đồng thôi mọi người. Hay là ơi, gọi con út con má ra đây để mua nè. Rồi gọi gì ra chạy út út, hay là mình có chỗ để đi. Anh nghĩ các em nên ăn nhiều thêm một chút đi. Các em giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông này anh thấy mệt mỏi tâm hồn quá rồi. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông theo tiên cá Tây Un là chúng ta nên mở rộng đường, là những cái căn nhà nhỏ nhỏ lụp xụp hai bên đường chúng ta đưa cho họ lên căn hộ ở hết, rồi mở rộng đường xá ra để dành nhiều khuôn viên cây xanh cho không khí trong lành, đúng không các em? Đây cây xanh chết rồi. Chưa chín, đợi một chút. Nghe nói em rành về người Nhật lắm đúng không? Bây giờ chúng ta đang ăn trong một cái quán. Đang ăn gì vậy chứ em? Có đôi đũa đó, em thể hiện cách ăn của Nhật cho anh xem thử coi. Và hướng dẫn các bạn cùng ăn. Có cái gì đây? Gấp rau. Rồi. Học cách cầm đũa của người Nhật nha các bạn. Rồi, em nha, hướng dẫn các bạn cầm đũa của người Nhật. Người Nhật á, thì á, phải cách xa cái này một chút thôi. Người Việt á là cứ cầm cái gần lại để ăn, còn người Nhật thì cách xa một chút. Sau đó cái tay này á để vuông góc tới tầm 7 độ, rồi còn cái tay này để cho nó có thể nâng lên và nâng xuống. Rồi bây giờ chúng ta có thể gắp. Gấp vậy đó hả? Nori bây giờ cầm đũa kiểu người Trung Quốc coi. Cầm đâu? Ai không biết cầm người Trung Quốc. Thôi cầm kiểu người Nhật tiếp đi. Rồi em tách cái đũa ra sao? Tách đôi đũa ra để gấp là sao tách ra? Các bạn thấy trở thành người cá sướng không? Các bạn sẽ có thể học hỏi được nhiều nền văn hóa khác nhau. Đừng có dạng này ra trong năm số 6 chữ này thôi. Vậy đúng không em? Chắc từng này thôi, từng này chữ thôi. Chứ rộng này quá
sau một thời gian vắng bóng tại câu lạc bộ người cá tầng 19, Ben đã xuất hiện trở lại vào buổi tối hôm nay. Sau đi diễn về, Ben thì đang bị sốt nặng, phát ban, nhưng mà Ben vừa mới đi thu âm và đi thu hình về. Các bạn thấy làm người cá showbiz cực không các bạn? Đó, cuộc sống của người cá showbiz rất là cực. Các bạn thích showbiz không? Riêng Tion thì thấy showbiz quá là mệt mỏi. Thôi Ben ráng ăn cho khỏe, mau hết bệnh nha Ben. Có muốn nói gì với các bạn không? Em mệt lắm rồi. Thích luôn. Người cá showbiz đã thích nói lắm. Diễn xuất, diễn xuất lố nó rồi, diễn xuất lố nó rồi. Diễn xuất lố nó rồi. Bệnh nhưng Ben rất diễn. Bởi vì Ben là người cá showbiz mà. Các bạn nhớ đừng ăn theo giờ bữa trước, Ben ăn thịt heo rồi đói quá chừng nha. Các bạn cứ coi clip bữa trước rồi mình đói quá chừng nên các bạn nhớ đừng có ăn thịt heo nha. Ăn thịt bò, thịt gà cũng được nhưng mà đừng ăn thịt heo. Đó hết rồi. Đúng rồi, từ bữa mà Ben đi ăn thịt heo là về Ben bệnh luôn vậy. Khi trở thành người cá cơ thể rất khỏe mạnh, mà đã khỏe mạnh rồi mà còn ham muốn ăn thịt là sẽ bị bệnh rất là nặng. Đó, bài học kinh nghiệm từ Ben nha các bạn. Ok, người thường thì ăn sao cũng được, nhưng mà đã luyện thành người cá với Tio rồi là ăn thịt rất dễ bị bệnh. Bệnh nặng hơn người thường gấp chục lần. Ok, các bạn nữa hả? Rồi nói luôn đi. Đó các bạn, chiều hôm nay bé có lẽ Ben đi bơi, tại sao Ben không đi bơi được? Biết tại sao các bạn? Hôm nay á, mình trốn quá, biết sao mình dụ cái cô giúp việc á đi qua đây. Sao mà ai về đâu trễ, tôi đi mất tiêu rồi, dụ qua nhà tôi luôn á. Mua tới qua tôi, ai về đâu trễ cơ. Dụ quá, chị dụ quá là lúc là đi học viện phim về á, thì đấy là phải đi bác sĩ đúng không? Mình trốn phải nói là qua tôi u, xong rồi cô hỏi là tại sao không nói cậu hai rồi qua thì ôn luôn. Thì biết sao mình nói là mình với cậu hai để mình kế hoạch hết trơn rồi, bây giờ quay lại thì ôn gà xong kế hoạch chứ gì. Ben làm gì mê qua tay ôn dữ vậy Ben? Ben nghe nói bạn trai sáng sớm chị mới chưa dậy nói là bạn trai đã qua giờ mà. Rồi giờ Ben ăn đi nha. Không biết sao mà Ben nghiền đi qua nhà tôi. Bởi vì tôi đã là tiên cá rồi nên tất cả trẻ em đều bị thu hút vô Tion đúng không Ben? Mới cả nhà. Vậy thôi Ben đừng qua nhà tôi nữa, tôi lại Ben luôn á. Đừng qua nhà nữa. Ben đi lại. Diễn xuất sầu vậy. Bây giờ hai em muốn ở nhà Tion tối nay đúng không? Được. Em là ăn 3 chén. 3 chén cho Tion. 3 chén đầy Tion múc. Còn em là húp 3 chén nước cho Tion. Húp nữa hả? Thôi đi chỗ khác, đi chỗ khác chơi. Qua chỗ khác Tion còn ăn nữa. Không ăn để Tion ăn. Ngày mai Tion sẽ cho mấy em chơi thả ga luôn. Nhưng mà hôm nay với điều kiện mấy em phải đi về, không có được đòi theo Tion nữa. Mấy em đi theo Tion từ sáng tới giờ rồi. Con là học theo Tion mới đi theo Tion được xíu này. Ờ đúng rồi. Em đang bệnh về nhà uống thuốc cho khỏe rồi. Mẹ nói là mẹ chừng nào về tới nhà cơ mẹ giao hàng, cơ gấp giao hàng. Ta đi về đó. Nhưng mà Tion bữa nay không giữ Ben được, bởi vì Ben cần về nhà uống thuốc. Không, mẹ Ben đã nói cho. Nhưng mà Ben phải về để làm gương cho tay cũng phải về. Rồi sáng mai Ben qua, ok. Sáng mai qua nha. Về nhà ngủ đi nha. Còn tay đi về nhanh lên. Rồi cho tay ở đây đi. Mệt nó quá rồi. Làm cái gì mà theo Tion giữ cho tay. Đi về nhanh lên. Còn Nori nó đi về. Không có theo Tion nữa.
đi bơi chiều giờ rồi, đủ rồi. Nhanh lên, lẹ đi về nha. Ok. Dạ chào anh chị. Dạ chào trời. Anh ơi. Anh hai ra liền, anh hai ra liền. Cái gì vậy tay? Trời đất ơi. Nặng quá. Tay mà quậy vậy là mai tôi không cho qua nhà Tion nữa đâu. Sao bạn nặng dữ vậy Tion? Đúng rồi, phiền phức quá. Đúng rồi. Về nhà ngủ một đêm rồi mai qua có gì đâu, sáng 8 giờ qua được rồi. Cùng lắm mà muốn nhớ tôi rất là 7 giờ qua. Ờ đúng rồi. Nè kỳ cục quá à. Đâu. Ngày mai 8 giờ qua nha, ok. Cùng lắm nhớ tôi quá thì 7 giờ qua thôi, làm gì mà đúng. Có nhớ đường không? Lúc bịch. Đi ra đây nè, vòng vùng bên vòng xuống lên cầu. Còn Ben? Ben là phải về nhà nghỉ ngơi. Có mẹ nữa sao rồi mẹ em chưa con em mới về trường. Mày lên với chị em mẹ bút kìa nhà. Biết rồi, nhưng mà bây giờ Tư Ôn cần Ben về nhà để Tư Ôn chuẩn bị sự cho sự kiện ngày mai. Hả? Mai có sự kiện hả? Sự kiện bơi từ 10 giờ, Tư Ôn phải lên lịch bao nhiêu bạn đi ngày mai. Thì 8 giờ Ben qua rồi chuẩn bị đi. Đi vô. Mẹ ơi, vậy 8 giờ mẹ cho con qua nha. Được. Thì 11, 12 giờ qua. Không đủ. Được. 2 giờ được không? 2 giờ được. Chơi tới. Bắt đầu làm 2 giờ. Ừ. Không, Ben ở đây mà mẹ Ben nó đưa Ben ở đây mà. Đi vô, đi vô. Đi vô, đi vô. Nhanh lên, nhanh lên. Ngày mai Ben qua hả? 2 giờ Ben qua đúng không? Đi về đi. Ừ. Em lại cho em đi về tôi.